Không có đứa nào rảnh đâu. Không nào biết gì luôn. Dạ, không đứa nào biết gì hết. Ngại ngùng đúng không? Dạ. Đứa nào cũng ngại ngại nhìn nhau. Bữa động phòng thì hơi mệt. Được ba. Qua ngày sau 8 ngày 4 người. Con tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cưới ông xã con là ở Vĩnh Long. Hiện tại vợ chồng con đang mở một cái shop quần áo nhỏ ở Trà Vinh ạ. Ủa, chân đây nè, đây là anh nha. Thành phố Hồ Chí Minh, ông chồng gốc Vĩnh Long mà làm ăn sinh sống ở tại Trà Vinh. Dạ. Em chào chú Quốc Thịnh, chào cô Hồng Vân. Con tên là Hoàng Khôi, con giờ đang phụ vợ con thôi. Khôi bao nhiêu tuổi? Con 31 tuổi. Trở lại với cái thời mà các bạn lần đầu tiên các bạn gặp nhau, ai là người theo đuổi ai trước, kể nghe đi. Ông xã. Em á là học trò của vợ em. Vợ là cô giáo hả? À, cô giáo dạy gym. Vậy sao mà gặp được? Hồi đó con đi Nhật 3 năm xong con về 6 tháng. 3 tháng còn lên 15 kg rồi. 3 tháng còn lên 15 kg rồi. Con lên Sài Gòn con chơi với mấy ông anh, con cái dẫn con đi tập gym. Trong 3 tháng mà con lên 15 kg lý do gì? Mấy ông anh ngủ nhậu đúng không? Thấy gì cũng thèm, thấy gì cũng ăn. Đúng rồi, chị nói thiệt em, đi nơi nào cũng thấy đồ ăn Việt Nam là vô địch. Đúng vậy. Rồi, rồi mới đi gặp bạn này. Dạ. Cô PT này. Ừ. Rồi sao? Ấn tượng đầu tiên gặp cô bé PT này sao coi? Nó cũng bình thường à. Rồi xong rồi bà ghét đồ ghét dữ lắm. Sao ghét thế vậy? Mấy ông anh dẫn ông chồng con vào á là mục đích cặp đôi cho hai đứa, nên là ông cứ phiền suốt, cứ tập hỏi tùm lum hết. Tập khoảng tầm được một tháng thì cũng xuống khoảng được 4 kg á. Không sao nữa, kêu con bằng cô không à cô. Về nhà cứ nhắn tin Zalo á, cô ơi hôm nay ăn gì, em ăn như thế này có được không. Lúc đó con ghét tại vì lười tập lắm cô. Chẳng qua là giảm cái chế độ ăn xuống á thì mới xuống cân nhanh thôi, chứ tập thì cũng lười lắm, tại vì người mập á vận động rất là mau mệt. Lý do gì mà hai bạn lại đến với nhau? Chưa, xong rồi biểu nghe nó lại về lên nữa đúng không? Dạ đúng rồi, tức là anh chỉ ở Sài Gòn khoảng tầm hơn một tháng thôi. Xong rồi về quê chơi với gia đình để chuẩn bị qua bên kia làm lại. Cái mối quan hệ của các bạn lúc đó là như thế nào? Chỉ là bạn bè thôi. Dạ đúng. Chỉ là cô trò với bạn bè ở gì đó. Dạ. Cô trò đúng không? Cái bữa đó cũng đâu tháng 7. Xui khiến sao cái bả lóc cái Facebook con đi. Ủa lý do là lóc tay à? Dạ con lọc bạn bè. Lọc bạn bè mà con lọc bằng app nữa. Thì lọc bằng app tức là ai mà thả tim mình á hay là comment á cô thì mình sẽ còn trong danh sách bạn bè. Còn ổng thả tim nó đâu có comment đâu. Con lọc một phát một bay ổng luôn. Mà ổng là bạn bè chơi chung một nhóm là từ cái lúc ổng về nước đó cô, là bắt đầu anh em thân nhau luôn. Tuy là ở bên kia nhưng mà vẫn nói chuyện trong group bình thường, vẫn hỏi thăm nhau bình thường, là lúc đó ổng để ý con rồi. Vậy đó mà con nỡ lòng nào con một phát một là bay hết luôn. Rồi thôi, có bị tổn thương không? Tự nhiên bây giờ bị bà cô lóc Facebook mình. Buồn chứ. Cái nhắn tin hỏi: "Ủa, sao tự nhiên lóc Facebook tôi? Kỳ vậy?" "Sao tự nhiên lóc Facebook tôi? Kỳ vậy?" Con mới nhắn tin con nói là con lọc nhầm nên là xong con mới kết bạn lại. Thì con cũng hỏi thăm anh như mọi ngày thôi. Hỏi là hôm nay anh đi làm về sớm hả? Ăn cơm chưa? Và tụi con mới bắt đầu chính thức quen nhau là từ khi đó. Người ta quen nhau. Dễ quá vậy. Người ta quen nhau thì khó khăn lắm, cái con quen nhau cái mà bà con hỏi: "Bà Nga, bà có người yêu chưa?" Cái vợ con cũng nói là: "Tôi éo chết." Cái nói giờ tôi cũng ế, bà cũng ế, giờ liêm sỉ gì tầm này. Tôi liêm sỉ gì tầm này. Cưới à? Liêm sỉ gì tầm này luôn. Ok quen, qua ngày sau đưa nó chị với mẹ con luôn. Vậy đó hả? Dạ, dạ. Con vậy? Ở bên Nhật luôn. Dạ, wow. Thời điểm mới dịch căng lắm cô Hồng Vân. Con ở nhà suốt 4 tháng luôn. Thì ông này bên kia cũng đi làm nhưng mà trong tình trạng dịch giả. Con cũng có hỏi thông tin về ba mẹ, hỏi là em như hai bác lớn hay không thì nói là lớn rồi. Tại vì cha con năm nay là 75-76 tuổi, rồi mẹ con là 70 rồi, con nghĩ là khó. Thì con nghĩ là con ở Sài Gòn mà dọn dẹp nhà cửa là con rất giỏi, nhưng mà nấu ăn là con bù chất luôn. Cái con sợ là người ở quê người ta sẽ không có thích con dâu không biết nấu ăn. Thế con mới nói là bây giờ làm cách nào để cho mẹ chịu đi. Mẹ xem được mặt của em rồi mẹ chịu, rồi lúc đó mới công khai. Anh này đòi công khai liền luôn cô. Bắt phải cài hình đại diện, hình ảnh bìa rồi Facebook hết luôn á cô. Mẹ ông nhanh mà. Dạ. Ông rất là nhanh. Đánh dấu chủ quyền á chú. Đó. Chủ quyền á. Rồi. Rồi nhưng mà khoan đã, bên, dạ, bên mẹ của Khôi á, khi mà gặp Nga rồi đó, dạ, là có chịu liền không? Theo em có chịu không? Chị là chị ưng liền, nhỏ này vừa hoạt bát vừa xinh xắn, mắc gì không chịu. Không, chưa chắc Nga. Ở bên Nhật là 7 giờ, ở Việt Nam là 5 giờ cũng điện thoại. Con dâu này mẹ chịu không? Mẹ nói sao? Nói chuyện cái ưng liền luôn. Thấy chưa? Ưng liền đó, mấy cô nói cô còn ưng mà. Dạ, cảm ơn mẹ. Nói vậy thôi phải hỏi. Nhưng mà hỏi bạn này nè, trước đó là con có người yêu chưa? Đó, chưa. Thiệt không? Tức là lúc mà 25 tuổi con đi Nhật mà con nói có người yêu là cô tin đó. Là tại vì bên Nhật là lo làm ăn không à. Không thể nào mà thời gian đâu mà tiến bộ đúng không? Nhưng mà từ 25 tuổi đổ về trước là con ở Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Có mối tình không? Mà con nói con không có người yêu sao thấy nghi quá. Không, hồi đó có một nói chung là không có mối tình đó. Nhưng mà cáp kèo cáp đôi với nhau á. Mà không thành. Không có thành, không có quen. Không thành hay là rảy giấu con á? Đâu, mẹ con nói hết mà. Như vậy mẹ coi như là chịu nghe rồi. Dạ. Vậy thì mẹ có thúc
đẩy cái mối quan hệ của các con nó đến gần với nhau hơn không? Có hai đứa là nó yêu xa mà, nói chung nhiều chuyện xảy ra lắm. Còn một tay mẹ đứng ra mẹ giải quyết hết. Mẹ cửa giữa giải quyết hết. Giải quyết hết. Bà này ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ông ở bên Nhật, còn mẹ ở Vĩnh Long, giải quyết cho hai anh chị. Dạ. Thường mà hai đứa bất hòa với nhau vì chuyện gì? Dạ ghen. Ghen thôi. Ghen quá. Cho nên là cái bà cô Vĩnh Long bắt đầu mới đứng giữa mà làm hoài. Xong rồi sau đó bà cô quải quá, bà cô mới ôi thúc đẩy cho tụi nó lấy mình cho rồi. Dạ. Nếu tôi mà làm mẹ là tôi cũng y vậy đó. Dạ. Trời ơi, mệt quá. Trời dạ đúng. Hoài luôn. Thôi cho tụi nó cáp, tụi nó lấy nhau cho rồi khỏi ghen. Hay dạ. Quá. Cái chuyện lớn nhất đó là cái chuyện gì? Dạ giấu con đi nhậu. Anh chồng con là không gái gú, không cờ bạc, không có lăng nhăng này khác kia nọ, nhưng mà có là nhậu, tức là không phải là ghiền, nhưng mà ví dụ sau giờ làm việc thì bạn bè rủ là sẽ đi nhậu cô. Tại nhậu bên Nhật đúng không? Dạ nhậu bên Nhật á, mà không uống nhiều, cô uống một hai lon thôi, không có uống nhiều mà cứ hẹn chứ không phải là uống rượu quanh đó. Mà khoái dạ. Ngồi bà tám đúng không? Dạ. Khoái ngồi tám chín chuyện với các dạ. Anh đồng nghiệp đúng không? Mà chú biết cái thời điểm đó dịch mà chú, con đâu cho đi, con sợ bị dính Covid xong mà về đâu có được đâu. Rồi bên đó cũng ở nước đó mình cũng không có rành về y tế này kia nữa. Có nhiều cái lắm. Sao? Nhưng mà cãi con xong cúp máy luôn cô chú. Cúp mà nguyên một đêm luôn. Là không có liên lạc. Con không liên lạc được, con khóc bù lu bù loa ở nhà luôn. Con phải cầu cứu mẹ chồng con. Xong mẹ chồng con mới liên hệ với một cái bạn ở chung nhà với anh này nè. Nói là anh Khôi đã về nhà rồi, ngủ rồi. Lúc đó con mới yên tâm, mà con cả đêm cũng không ngủ được luôn cô. Mà sau đó thì sáng hôm sau thì sao? Sáng hôm sau thì anh này chủ động gọi con. Có chửi không? Con chửi. Con chửi. Con chửi không có tàu xe máy bay nào chứa hết luôn chú, con tức không quá. Dám trả lời luôn đúng không? Dạ thiệt. Mà mẹ con kêu con cứ chửi nó, con phải chửi cho nó nghe. Mẹ con đốc chị luôn á. Ừ. Dạ bao nhiêu lâu á thì con mới quay về đây? Dạ yêu xa 8 tháng cưới. Bây giờ về luôn rồi. Dạ con định là con ở bển nữa kìa chứ con chưa muốn về đâu, thương quá về. Cái ngày đầu tiên con về Việt Nam á cũng là cái ngày ra mắt ba mẹ vợ luôn. Qua ngày sau là chủ nhật là dưới kia là dưới quê á là cha mẹ với dòng họ con lên giáp xuôi luôn. Coi như con lấy chồng mà con biết nhà chồng con luôn cô. Vậy con không biết cha mẹ chồng con chỉ biết qua mỗi cái điện thoại thôi. Chú muốn biết cái khoảnh khắc mà khi mà hai đứa gặp lại nhau sau 8 tháng xa cách thì như thế nào? Khóc hả? Ôm khóc con, ai khóc? Vợ con khóc. Con chờ anh chồng con 3 tiếng. Cảm động nữa. Xong lúc đó con cứ sợ là trục trặc máy bay này khác kia nọ. Ngồi chờ không mà lúc thấy anh ra khỏi sân bay thì lúc đó thấy mừng. Cảm giác là mình yên tâm. Xong lúc đó ảnh rồi. Lúc đó ôm lên con không có hung được tại vì dịch. Mình sợ lỡ như ảnh. Dạ đúng rồi. Dạ. Xong mày lên taxi về nhà con thì hôm đó là về nhà nó con. Nó có ôm con không? Dạ có ôm cô, ôm dữ lắm. Nó ôm con, coi như lần đầu tiên ôm đó phải không? Dạ đúng rồi. Ôm siết mà. Anh này lần đầu tiên ôm gái luôn gì đó. Trời ơi. Nó không có bồ. Hai đứa về nhà là đi nói chung là rất là hiểu chuyện, mua đồ về cúng kiến bàn thờ nhà con, rồi mua mồi nhậu là ở nhà bà con dòng họ con lên đầy đủ hết rồi. Ngủ lại một đêm nhà con là bữa đó là lòi hết tật xấu luôn cô. Để luôn đi con. Anh ấy uống một hai lon xong mà cái mệt là xin phép lên phòng ngủ. Thì nhà con ở trên lầu là có hai cái phòng ở cô, thì anh đó với lại cái anh rể của con á, hai anh em ngủ chung. Rồi bên đây á là con với lại chị gái với lại mẹ ruột với lại bà nội ngủ bên này, thì bên đây phòng con là chả ngủ được gì hết. Ngái. Ngái chính liền luôn cô. Ngái dữ lắm. Không, cô tin liền. Tại vì cái phọt này là phải ngáy. Là về nước là giáp xuôi nhà con xong. Rồi xong là về Vĩnh Long lại là một tuần sau lên chụp hình cưới. Thì chụp hình cưới là cũng đi trong ngày vậy luôn. Mà con chụp ở studio, con không đi ngoại cảnh. Là tranh thủ chụp riết là 2 tiếng xong rồi ra ăn cơm với cái anh tài xế xong là ông này về Vĩnh Long luôn. Là hai đứa chỉ có hung môi thôi. Rồi xong rồi sao nữa? Tại vì anh này anh nói là anh không có bồ. Cái gì anh cũng đầu tiên. Sớ rớ không? Dạ sớ rớ cô. Kiểu là không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cái gì cũng hỏi. Thì vợ chồng mới thì tụi con cũng kiểu là dẫn dắt nhau thôi cô. Chứ đâu có đứa nào rành đâu. Không nào biết gì luôn. Dạ, không đứa nào biết cũng gì hết. Ngại ngùng đúng không? Dạ. Đứa nào cũng ngại nhìn nhau. Bữa động phòng thì hơi mệt. Được 3. Qua ngày sau 8 thôi. 4 rồi. Trời đất ơi, ông dồn nén. Dạ. Thôi cũng được mà, các bạn trẻ quá mà. Bây giờ nó ăn bao nhiêu đồ bổ. Ở bên Nhật là ăn cá sống sashimi không á. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi. Dạ. Cái phần thật xấu chắc con hào hứng đúng không? Đúng không Nga? Dạ. Con muốn mà cái ngấy thì thôi con cho nó xếp qua là một cái gì là cố tật đi. Dạ. Chứ nó không phải là tật xấu tội nó. Dạ. Nó không muốn ngấy nó cũng phải ngấy à. Dạ. Sao nè? Dạ ghen. Ví dụ như ảnh đi công chuyện, anh chạy từ shop về nhà mẹ chồng con á, cái anh dặn con bé nhân viên bằng bé phụ con á cô, chú mà có đi về nhà mà có thằng nào vô mà lén phén á, gọi chú liền. Mà anh không phải nói giỡn đâu cô, anh nói với một thái độ rất là nghiêm túc luôn. Rất là căng luôn á cô. Con nói sao? Con nói sao? Để có thằng nào vô điện cho chú liền nha con.
về chú súng đó đúng không? Dạ súng đây. Trời đất ơi. Với lại là bừa bộn cô. Con là con không biết nấu ăn nhưng mà con rất là kỹ. Vụ rửa chén xong rồi úp ngay ngắn. Ông này xí gọi vụ nấu ăn ai nấu? Dạ chồng con nấu. À. Nhưng mà hiện tại thì chồng con cũng không nấu luôn. Tại vì dạ mẹ chồng con nấu. Mẹ con thương lắm. Bừa bộn sao nè? Như đi đâu về cái mũ bảo hiểm là giục lên giường. Cái khẩu trang là giục ở quầy. Rồi cái áo khoác là giục tùm lum chỗ hết không có máng lên. Mà con dọn suốt luôn mà con nói tới bây giờ là đỡ rồi. 10 phần là mới được có 2 phần đỡ thôi cô. Ở hoài luôn hả? Dạ. Không cải thiện. Dạ. Thứ ba nữa là nóng tính. Anh nóng tính một cái mức mà khi tụi con cưới nhau xong thì con có một cái mâu thuẫn là cũng ghen thôi cô. Con là không thích ổng nhìn gái đâu. Con thấy ổng nhìn gái là vậy con nói dữ dằn luôn. Con nói tới khi nào ổng phải chiều bằng được cô. Ổng tức quá. Anh không có tại sao em nói anh có. Ổng đấm tay vô tường luôn á cô. Đấm xong sưng hết mấy cái này luôn nè cô. Rồi tối ai xích dầu? Con không mỗi lần về thấy xót chồng đúng không? Dạ con thương con. Giờ hết nhìn chưa? Vẫn đó mới là cái tật xấu đó. Cái tật mà tự đập đầu rồi tự đập tay vô tường đó. Không kiềm chế được bản thân. Cái ghen á là không xấu bằng cái đó luôn á. Nhìn con gái đẹp thì nhìn không có sao cả. Nhưng mà phải nhìn sao mà khuất mắt khuất mày vợ. Cái đó cũng tật xấu. Tật xấu của vợ con luôn á. Cái đó là tật xấu á. Sao? Mình không có nhìn khi mình không có nhìn. Răng răng suy nghĩ là mình nhìn gái. Thế là không có nhìn đúng không? Khi mình không có nhìn đâu. Nhiều khi đang chạy xe ra bóp nhìn gái à. Té xe hả luôn á. Mình không có nhìn đâu. Nhìn đâu đâu. Wow. Mình cử đi đó mình. Ông có tật giường mình ông cử. Mình làm thinh đó. Không có cái gì để làm thinh. Không có đường nào. Vậy đúng được chứ á. Phụ nữ mà. Thôi. Bây giờ con mong chồng con thay đổi điều gì? Dạ, nói chung là anh rất là yêu thương con. Chăm chút vợ với lại tạo điều kiện làm sao con thoải mái nhất. Con hy vọng sau này là ổng cũng y chang như bây giờ. Có nghĩa là không muốn thay đổi gì chưa? Dạ có. Nịnh quá. Chưa, còn khúc sau, còn khúc sau nữa. Nói đi. Dạ, cái khúc sau là con muốn chồng con là nói chung là bớt nóng tính lại. Ừ. Chuyện gì thì vợ chồng ngồi lại dàn xếp với nhau. Đừng có hành hạ bản thân mình như vậy. Đúng rồi. Cái thứ hai đừng bỏ có ghen đó. Yeah. Bỏ cái tật mà đập tay đập chân vô tường rồi. Dạ. Đấm tường rồi lấy đầu giọng vô tường là dẹp. Dạ. Đi. Với cái thứ hai, cái thể trạng với cái thân hình phì nhiêu của Khôi á, thì nếu mà Khôi nóng tính á, thì cái người tổn hại là Khôi chứ không ai. Dạ. Rất là dễ lên máu đó con. Mà ngã một cái đùng một cái đó là khổ của người này nè. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Kiềm chế lại. Bây giờ trời tới bạn đó, bạn phất đi. Đã. Bên này có sáu có tính sáu thì nói chung là tính cũng nóng. À, hay nói con nhìn gái đó, có nhiêu đó thôi à. Bà ghen đó. Dạ, đừng nói nhìn gái là được rồi. Đúng không? Không có thì không. Thấy úp sọt không? Úp sọt. Đường nào cũng chết vậy. Dạ, có nhiêu đó. Có chuyện ba không biết nấu ăn rồi. Không có con được hết, đâu có quan trọng cái đó. Ừ. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì? Thì bớt nói con nhìn gái này nọ thôi. Suy diễn úp sọt. Cái đó là bớt suy diễn đó em. Trời ơi, cái tật suy diễn nó cũng ghê lắm đó. Em thiệt thì úp cái suy diễn á là đàn ông nó rất khó chịu nha. Dạ. Điên máu lắm luôn á. Dạ. Thôi bớt lại. Nghe. Dạ. Muốn nó gì là quay phim lại, chụp hình lại làm bằng chứng. Dạ. Để cho khỏi chối. Dạ. Nghe. Dạ. Đúng rồi con. Em hai đứa có con chưa? Dạ, tụi con cũng đang để cho có em bé. Đang tại... hả phải không? Dạ. Chú Thuận cứ chúc đi, tại vì chú Thuận chúc đó là mau có kết quả lắm. Nó nhanh lắm. Dạ. Chị một chị nói cái vụ mà nóng tính đó. Dạ. Con việc gì con phải hành hạ bản thân con vậy? Con có tin không? Con đau một là vợ con đau 10. Đúng vậy. Sợ lắm, nhìn chồng mình vậy vừa xót mà vừa sợ nữa, hiểu chưa? Dạ. Bỏ cái đó đi nghe dạ, không? Dạ. Mà dạo này còn nhậu không? Ông giờ đi đâu có vợ mới đi, không có vợ không có đi. Không, tôi hỏi nhậu không á, còn nhậu không? Ít lắm. Đâu có vợ không à? Rồi thôi bây giờ trước khi mà có em bé đó thì trước tiên là không hút thuốc, không dạ. Nhậu và đừng có thức khuya. Dạ. Cái thứ hai đó là hai vợ chồng cùng xem, cùng coi những cái gì mà nó mang những cái điều, cái niềm vui đến cho mình. Dạ. Đó, chú Quốc Thượng chúc cho Khôi và Nga. Dạ. Sau chương trình này về sẽ yêu nhau, thương nhau nhiều hơn và đặc biệt là vài tháng tới nữa. Dạ. Chúc cho nó xa xa xíu đi. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Dạ. Dạ. Và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời. Dạ. Đến với gia đình. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn con. Ok. Tại không biết cười cho đám bạn chơi vui. Rồi tình trường sao kể nghe coi. Tình trường thấy là vui vẻ hài hước rồi, có nhiều tình trường à? Không, chị tình trường đi thôi chứ mình có ba với ba mối tình chị. Ừ. Tình nói chung là hồi xưa là quen một bạn đó là làm hồi xưa là công ty. Ừ. Thì cũng quen được công ty luôn. Ừ. Thì cũng quen được năm mấy hai năm, xong người ta lấy ông anh cho công ty. Ừ. Rồi sao chị? Thì trước em quen mày đó. Ừ. Mày quen trước rồi. Là quen năm trời. Quen năm. Ừ. Mối tình thứ nhất luôn hả? Không. Thứ hai, thứ ba gì cũng nhớ chị. Còn mối tình thứ nhất ông quen bao lâu? Cũng nhiều chị, giờ cũng không nhớ. Sâu đậm xem.
Rồi mối tình thứ nhất ông không quen ta mà ông không sâu đậm gì hả? Thì nói chung là mình năm đó mình nhỏ thì mình quen thôi chứ mình đâu lý mình rồi, sâu đậm. Rồi mối tình thứ hai thì quen được công ty. Quen được bao lâu gì sao? Quen được năm mấy thì cũng quen rồi cũng cãi nhau rồi này nọ xong rồi chia tay. Nhưng mà sao cãi nè, kể nghe coi. Cái câu chuyện là vì sao mình cãi thì bạn đó như thế nào ha? Mình ăn chơi quá, mình không quan tâm bạn gái thì như thế nào? Làm mai chứ tôi nói với cô, tôi đi làm mai, tôi là đại diện đàn gái, tôi đi đó lên đàn trai nói 4 triệu thôi, còn tôi nói là thôi về luôn. Em muốn công ty em đi, nếu em làm công ty xưa đi là 8 triệu. 8 triệu đúng không? Rồi có khoản nào cho cưới vợ chưa mà lên đây? Hay là về kêu ba má cưới nữa đây? Dạ đúng rồi chị. Ba má hứa gì kể tôi nghe coi. Không, mà phải hứa thì mấy cô em thì cưới tính. Nói cho thế mà một lời hứa mình nói là mình hứa mình sẽ nói đâu đúng không chị? Thấy ghê á. Rồi bản thân ông có tiền dư không? Dạ, tại vì có cái khoản nào dư không mà mình tiết kiệm mình để dành không? Hay là ông ăn chơi? Cái khoản đó là thì em vô vậy đó. Vốn đâu? Thì giờ đi chơi hết á. Trời ơi, bớt chơi lại đi. Mối tình thứ ba đó là quen bao lâu? Cũng 5 năm rưỡi chứ chị. Ừ, cũng quen 5 rưỡi luôn. Ông này cứ 5 rưỡi đứt rồi. Thì em chung là tại vì do em làm xa nữa, em đi cải nẻ nên còn á. Yêu xa. Làm xa rồi thấy nó xa cách nó từ từ rồi em buông. Buông xong người ta có chồng là không cái vậy. Anh. Người ta không làm gì, người ta đi về đẹp sống luôn.